Khoi măng phát tha huynh vi chết sa tị Yô mát lô khăn chá ý măng sa đề vác khăn Khô thăm mát phát đăng sư đến si tăng Khu sa lô phúc phá mi quá phát chết sa tị Khô y măng phát thập huynh vi chết sa tị Yá mát lô khăn chá ý măng sa đề vác khăn Khô thăm mát phát đăng sư đề si tăng Khu sát lô phu pha mi wa pa chết sa ti. Ai chinh phục đời này, giả ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khoi măng pha tha huynh vi chết sa ti. Yô ma lô khăn cha y măng sa đê wa khăn. Khổ thầm ma bà đăng sư đề si tăng Khổ xa lô phung phá mì hoa tan trên xa tì Khổ y măng và tha huynh vì trên sân xa tì Giả ma lô căn cha y măng xa đề hoa căn Khổ thầm ma bà đăng sư đề si tăng Khổ xa lô phung phá Ai người thấu triệt cái ta, thấu triệt thiên giới, giả ma các hàng. Ai người khéo giảng con đàn, như tai thiện xảo kết đàn, hoa tươi hòa thượng giới đức. Dạ con kính tri ân quý sư, quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời sư Trần Phú. Sa thú, cảm ơn Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tụy Duyên. Con kính chào quý cô chú cùng quý đạo hữu. Con xin được đọc câu pháp cú số 44. Cô im măng bát tha vinh vi chết sa tí giá ma lô càn cha im măng sa đề va càn cô tham ma ba đằng su đề ti si tăng cô sa lô bất phá mi ba bát chết sa tí cho khó đọc cô y măng ba tha vinh vi chết sa tí gia ma lô càn cha y măng sa đề va càn tham ma bề đằng su đề si tăng cô sa lô bất phá mi vá bát vá bá chết sa tí dạ cho con đọc lại cô y măng ba tha vinh vi chết sa tí gia ma lô càn cha y măng sa đề va càn cô tham ma ba đằng su đề si tăng cô sa lô bút pha mi vá bát ba chết sa tí ai chinh phục đất này và dạ ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cứu như người khéo hái hoa và dạ. Theo bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu con xin kể cô y mang ba thả vinh đi che sa ti ya ma lo can chạy mang sa đê ba cam cô tham ma ba đăng su đề si tăng ca lô bút pha mi ba ba chết sa ti cô y mang ba tha vinh về chết sa ti ya ma lô can ca chạy mang sa đề ba căng cô tham ma ba đăng su đề si tăng cô sa lô bút và vi ba phát chất sa ti ai người thấu triệt cái ta thấu triệt thiên giới giả ma các hàng ai người khéo giảng con đàn như tay thiện xảo kết hàng
kết trào hoa tươi. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ, con đã đọc và cờ xong. Con xin mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho cô ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Trần Phùng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sanh Kha, dạ, con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 44. Cô ý măng phá viêm quý chết xá tí giá má lô canh chá ý măng xá đề quá căng cô thầm má phá đằng xú đề ý tăng cú xá lô put phá mí quá phá chết xá tí cô ý măng phá tháo viêm quý chết xá tí giá má lô canh chá ý măng xá đề quá căng cô thầm má phá đằng xú đề xí tăng cú xá lô phú phá mí quá phá chết xá tí ai chinh phục đất này giả ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai người thấu triệt cái ta thấu triệt thiên giới dạ ma các hàng ai người khéo giảng con đàn như tai thiện xảo kết tràn hoa tươi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dẫn mời bàn tay của Quỳnh Quạch Thanh Á Xích Ái Minh Nhật Quỳnh nhé. Kính mời. Sa thú lành thầy xin chào Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sanh Kha gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin đại kệ kinh pháp cú số 44. Cảm ơn Trần Phục và xin đảnh đồng cho biết nghe rõ. Cô y mang pa tha win vi se sa ti ya ma lo can cha y mang sa de wa kang cô tham ma pa dang su de si tang cô sa lo po pa mi wa pa ke sa ti cô y mang pa tha win vi che sa ti ya ma lo can cha i mang sa de wa kang ko tham ma pa dang su de si tang ko sa lo po pa mi wa pa che sa ti ko i mang pa tha win vi che sa ti ya ma lo can cha i mang sa de wa kang cô thầm ma pa đăng su đề si tăng cú sa lô pa mi wa pa che sa ti ai chinh phục đất này dạ ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ai người thấu triệt cái ta thấu triệt thế giới dạ ma các hàng ai người khéo giảng con đàng như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ con xin được xuống mic. Bỏ xích ra ấy mình sang giơ tay hôm nay. Kính mời xin chặt nhiệt hình nhé. Dạ sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quạch Thanh Á. Dạ cảm ơn xích đàn đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha giá,
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà quý cô nữ, nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ông bài pháp cú kinh. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên số 44. Dạ cảm ơn Minh Quá Thanh á. Cô y măng ba tha quyền vi chát sát ti cha ma lộ canh cha y măng sát đề qua căn cổ thăm ma bát đăng sụ đề si tăng cu sát lộ bập ma mi qua ba chát sát ti. Cầu y măng ba tha quyền vi chát sát ti cha ma lộ canh cha y măng sát đề qua căn cổ thăm ma bát đăng sụ đề si tăng cát cu sát lộ bập ba mi qua ba chết sát tí. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Dạ đây là bản ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin được kệ ạ. Cầu im ăn bà tha quyên bi chết xa ti dạ ma lô canh chà im ăn xa đê qua căng cầu thăm ma ba đăng sù đê si tăng cụ xa lô búp qua mì qua ba chê xa ti. Cầu y măng bà tha quyên vi chết xa ti dạ ma lô canh chà y măng xa đê qua căng cầu thăm ma bát đăng sù đê si tăng cụ sa lô bước qua mì qua ba chê xa ti. Ai người thấu tuyệt cái ta thấu triệt thiên giới dạ ma các hàng, ai người khéo giảng con đàn như tai thiện xảo kết tràng hoa tươi. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Nguyên Tịnh ơi, còn kịp đưa tay nè Nguyên Tịnh ơi. Nhật bình đọc hai lần cãi hai lần mong bằng tay. Bây giờ thấy Nguyên Tịnh vào rồi, Nguyên Tịnh có thể đưa tay được không? Alo, Nguyên Tịnh ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Không ấy Nhật Quỳnh khóa sổ rồi mất quyền lợi nha. Dạ, kính trường chào người phương Nam và vào đạo tràng. Rồi, không thấy tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Đại Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 44. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, Xích Rạng Đông, Xích Thi Na, Xích Trần Đạo, Vinh Quách Thanh Na. Cảm ơn đã hoan hỷ lên ông bài. Và bây giờ cũng vừa đúng đến giờ chúng con học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học này. Và cảm ơn Vinh Quách Thanh Na đã cho bài học. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Nam Mô Sankhaya. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn.
Một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn khổ cập Adam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được đi đi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 45. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ý học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng bát đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Hôm nay chúng ta cùng nhau học câu kệ pháp cú số 45. Chúng ta xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ Se kho patha win vichet sati. Se kho patha win vichet sati. Đoạn thứ 2 Yama lo kanh chai mang sa de wa kang. Yama lo kanh chai mang sa de wa kang. Đoạn thứ 3 Se kho tham ma pa dang su de si tang. Sê khô thầm ma pa đăng su đê si tăng. Đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Cú sa lô bốc pha mi hoa pa chết sa tí. Cú sa lô bốc pha mi hoa pa chết sa tí. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Hình như các cái từ ngữ này đó là chúng ta đã học ở cái câu kệ pháp cú số 44 rồi. Do vậy chúng tôi sẽ đi rất là nhanh. Sê khô là vị thánh hữu học. Hay là bậc thánh hữu học. Từ thứ hai, Pathawin. Pathawi chia theo đối cách. Pathawin là quả đất. Quả đất hay là trái đất. Từ thứ ba, Vichesati. Vichesati ở đây đó, lát nữa chúng ta sẽ thấy có một cái từ nữa là Pachesati. Thì thành ra ở đây chúng ta nếu mà phân tích đó, thì là Vichesati này đó là có cái tiếp động ngữ quý nè. Cộng với căn chi rồi cộng với là để thích động từ e đó. Cái hình thành nên đó là chesti là vichesti. Rồi pachesti đó thì là cộng tiếp động ngữ pa. Giữa chữ giữa cái tiếp động ngữ pa và tiếp động ngữ quý này dĩ nhiên là nó có cái ý nghĩa khác nhau. Quý là sâu sắc chuyên biệt, còn pa đó là hơn, rõ ràng hơn. Vậy thì quý chết sắp tí có nghĩa là hiểu rõ nè, thấu đạt nè,
thông thấu. À, vậy đó. Rồi từ tiếp theo là đoạn tiếp theo, đoạn thứ hai. Đoạn này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, yama lo canh cha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra yama cộng với là lo cá, lo căng cộng với là cha. Đây là văn kệ đó, xin thưa quý vị, cái thành ra đó là người ta mới tỉnh lược các từ bớt vậy đó. À, chứ còn nếu như mà theo văn xuôi đó thì mình phải viết dài ra là ở trước ha, có ý măng dạ ma ô căng chá, ý măng sẽ đi căng chá, nó phải có hai chữ chá. Nhưng mà đây do văn kệ thành ra người ta mới tính được bớt đi một chữ chá rồi một chữ im măng. Yama ở đây đó là nếu mà dịch âm đó là dạ ma, mà mình dịch nghĩa đó thì là diêm, lô ca là cõi, thì dạ ma lô ca đó là mình dịch đó là diêm phủ, diêm phủ đó, mà mình dịch nghĩa đó ha, dịch nghĩa thoát tí đó là cõi khổ. Chữ chá là có nghĩa là và, rồi chữ ý măng đó là chỉ định, đại danh từ chỉ định, có nghĩa là này. Từ cuối cùng sa đê quá căng, sa đê quá căng ở đây đó, mình lấy cái nghĩa là luôn cả chư thiên. Luôn cả chư thiên có nghĩa là từ cái cõi người mình đổ lên. Thành ra nếu mà mình dịch thoát đó, yama lô căng đó mình dịch là cõi khổ, thì sa đê quá căng đó mình dịch là cõi vui hay là cõi lạc. Còn nếu mà dịch theo cái nghĩa đen đó, sa đê quá căng là luôn cả chư thiên, tức là tính từ cõi người mình đổ lên. Dạ đúng rồi, cõi vui. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên xê khô là vị thanh hữu học, từ thứ hai thăm mắt bá đăng, từ này mình quen thuộc rồi, thăm mắt bá đăng mình dịch là pháp cú, dịch cho nó gọn vậy. Xú đê xí tăng, xú đê xí tăng này nếu mà mình tách ha, thì là tiếp đồng ngữ xú cộng với là đê xí tá, chia theo đối cấp thành ra nó có cái hình thức là ăn. Su là khéo hay là thiện xảo. Đê si ta là quá khứ phân từ của cái động từ đê xê tí. Đê xê tí là thuyết giảng, mà quá khứ phân từ thì ở đây mình dịch theo nghĩa thụ động là được thuyết giảng. Su ở trước có nghĩa là khéo, thành ra su đê si tăng là được khéo thuyết giảng. Thì được khéo thuyết giảng ở đây đó mình hiểu ha, được khéo thuyết giảng bởi Đức Phật. Rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Đoạn thứ tư có ba từ.
Từ đầu tiên Kusalo. Kusalo là Kusala mà chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là Kusalo. Kusalo ở đây thông thường mình hiểu đó là thiện, thiện pháp. Như là Kusama là thiện pháp. Kusala Kamma là nghiệp thiện. Nhưng mà chữ Kusalo ở đây đó, mình dịch cái nghĩa, dịch theo ý đó, là thiện xảo, khéo léo. Mà đây chia theo ô, chia theo chủ cách ô Kusalo, thành ra là người thiện xảo hay người khéo léo. Người thiện xảo hay người khéo léo. Đó là người giỏi giang vậy đó cũng được ha. Từ thứ hai, Pháp Phân Bí Quá, đây là một cái hợp từ chúng ta tách ra Pháp Phân cộng với là Ý Quá. Pháp Phân là bông hoa, bông hay là hoa. Ý Quá có nghĩa là giống như, ví như. Rồi từ cuối cùng, Pachisati, khi nãy chúng tôi đã phân biệt cho quý vị rồi. Ở trên là Vichesati đó, thì là tiếp động ngữ quý cộng với là căn trí cộng để thất động từ e. Ở đây đó, Vichesati thì là tiếp động ngữ pa cộng với căn trí cộng với để thất động từ e. Rồi thì Vichesati này đó, ở trên Vichesati đó là hiểu rõ nè, thấu đạt nè, thông thấu nè ha. Thì ở cái chữ Vichesati này đó là hiểu rõ hơn, thông đạt hơn, thông thấu hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Xin thưa với quý vị, cái câu kệ Pháp Cú số 45 này đó là cái câu trả lời cho câu kệ Pháp Cú số 44. Câu kệ Pháp Cú số 44 đó là hai câu hỏi, thì là câu kệ Pháp Cú 45 này đó là hai câu trả lời. Đoạn 1 và đoạn 2 là một câu. Giờ chúng ta dịch. Sê khô bậc thánh hữu học, Vichesati, hiểu rõ Pathawin, quả đất. Ya ma lo can là cõi khổ, cha và ý măng sa đê qua căn, cõi vui này. Đó là mình dịch hơi thoát tí đó, xin thưa quý vị. Chứ còn mình dịch theo từ này ha, là bậc thánh hữu học hiểu rõ quả đất, diêm phủ, và luôn hồi nãy dịch nhiều hơn này. Hồi nãy mình dịch lại nhiều hơn này. Sa đê qua căn, diêm phủ, luôn cả cảnh giới chư thiên. Rồi đó là một câu. Câu thứ hai này. Câu thứ hai này chúng ta thấy chỉ có một cái động từ là Pachisati. Nhưng mà cái động từ này đó thì có hai chủ từ là Sekho và Kusalo. Thành ra động từ này đó cũng có hai túc từ, đó là Thammapadang và Pháp Phân. Đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4 nè. Sekho bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học Pachisati. Chữ Pachisati ở đây đó mình phải dịch ra là
À, chữ Pachisati này đó mình không có thể dịch đó là lửa ha. Ủa hồi nãy mình lấy cái nghĩa chữ Pachisati chưa xin thưa quý vị? À, hồi nãy mình lấy cái nghĩa đó là hiểu rõ hơn ha, thông đạt hơn đúng không ạ? À, nhưng mà ở trong cái nghĩa của cái câu 3 và câu 4 này nè, nếu như mà mình lấy theo cái nghĩa đó không đó, tại vì cái chữ căn chi này đó có rất là nhiều nghĩa xin thưa quý vị. À, căn chi này đó nó có cái động từ là chi na tí rồi là pachina tí, thì chi na tí đó có nghĩa đó là lượm lặt gom góp, gom này. À, rồi là tích trữ, là tích lũy. À, thì cái nghĩa ở cái đoạn 3 và đoạn 4 này đó, à, có cái nghĩa đó là lựa chọn. À, lựa chọn nè, rồi là góp nhặt. À, lựa chọn đó là chúng ta dịch cho cái túc từ Dhammapada. Sekho Dhammapada, Sekho Dhammapadang, Sude Sitang Pachisati, là bậc thánh hữu học nè, đó là lựa chọn Dhammapadang pháp cú, Sude Sitang được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, không có phải là bậc thánh hữu học thuyết giảng pháp cú đâu nha sư thưa quý vị, đó mà bậc thánh hữu học này đó là lựa chọn. À, hay là gom thông à, pháp cú, mà pháp này đó là được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng. À, chúng ta thấy đó là pháp đó, thì chỉ do Đức Thế Tôn thuyết giảng thôi. À, các bậc thánh đó, thì chẳng qua là cái gì tuyên lại thôi, à, chứ không có phải là các bậc thánh vô học hữu học à, là người giảng pháp đâu nha, xin thưa quý vị. À, do đó ở đây đó chúng ta dịch là vậy, à, bậc thánh hữu học à, lựa chọn ha, hoặc là gom thâu pháp được thuyết giảng cái mình mở hoặc đóng mặt bởi Đức Thế Tôn. À, tới đoạn thứ tư, ý qua ví như hay là giống như Kusalo người khéo léo, à, người khéo léo Pachesati lựa chọn bông hoa. À, lựa chọn bông hoa. Rồi đó là chúng tôi căn cứ vô từ ngữ để chúng tôi dịch. À, thành thử ra ai mà có văn chương ngôn ngữ bóng bảy tí đó, à, thì mình nương vào đó rồi cái gọt giũa lại để cho câu cú nè, từ vựng nghe nó êm tai hơn, nó hay hơn. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 45 này. À, kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi này. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang athivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami Sopatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghaṃ namāmi Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức.
Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 45. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ pháp cú số 44 có duyên sự được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Sa Quách Thi, đề cập đến 500 vị tỳ kheo đang thảo luận về Pathawin là quả đất. Khi nào đó mà chúng ta thấy cái chữ là Maha Pathawin hoặc là Maha Pathawin á, thì lúc đó mình mới nói là địa đại, tức là một trong bốn hoặc là sáu đại, tứ đại hoặc là lục đại, hoặc là thất đại gì gì đó. Còn ở đây là chữ Pathawin đứng mình, thành ra mình dịch ra là quả đất. Tương truyền rằng vào một buổi chiều nọ, sau khi Đức Thế Tôn ngài vân du ở nhiều quốc độ về, khi trở về Chetavana đó, thì thường khi mà Đức Thế Tôn ngài vân du thì có rất là đông chư tăng đi theo. Lúc bấy giờ chư tăng mới vào ngồi ở trong giảng đường đó, thảo luận về cái quả đất này, như là địa hình nè, rồi địa chất nè, rồi nhắc lại những cái địa phương mà mình đã lần lượt trải qua, từ làng này đến làng kia, từ thành này đến thành kia, đường xa hay là đường gần, đường bằng phẳng hay là gập ghềnh, lầy lội hay là có nhiều sỏi đá, rồi đất màu đen, màu nâu, màu trắng gì đó, vân vân, đại loại. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới ngự vào và ngài hỏi này các tỳ kheo, hôm nay các ngươi ngồi ở đây thảo luận về cái gì đó? Chư tăng mới đáp bạch ngài, chúng con đang bàn luận về quả đất này, nhắc lại những cái địa phương, những con đường mà chúng con đã đi qua. Nếu có Đức Thế Tôn ngài dạy, này các tỳ kheo, các nơi ấy thuộc về ngoại cảnh của quả đất, mà các ông hay là các ngươi cần nên chỉnh trang hoàn bị. Tức có nghĩa đó là đó chỉ là cái ngoại cảnh thôi, còn cái cần thiết là các ngươi phải hướng cái tâm, phải hướng vào nội tâm của mình, xem cái nội tâm của mình nó như thế nào đó. Chứ còn cái chuyện đó mà cứ để ý đến đó là xứ này dạy dạy dạy, xứ kia dạy dạy dạy, cái đường này dạy dạy dạy, cái đường kia dạy 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 dạy, thì giống như đó là chỉ phan duyên theo trần cảnh thôi, không có lợi ích gì cả. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới ngâm lên một loạt hai câu kệ. Xin thưa quý vị đó, mình nói là hai câu kệ thì chẳng qua đây là vì ở trong sách đó, khi mà các ngài kết tập lại đó rồi phân thành hai câu vậy thôi. Chứ còn đây đó là một câu, chúng ta đọc qua chúng ta sẽ thấy. Câu kệ 44 đó là câu hỏi, câu kệ 45 đó là câu trả lời. Chúng ta ngắt ra làm hai đoạn vậy đó. Chúng ta đã học xong cái phần hỏi rồi, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phần trả lời. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Se kho patin vichesati yama lo kancha imang sade wakan se kho thamma padang sude sitang kusalo popfami wa pachesati. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Hủ học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú, như người khéo hái hoa.
À, ở chỗ này cái bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu là có cái chỗ không không có thỏa đáng anh xin thưa vị. Hữu học giảng pháp cú đó. Thật sự ra không phải là hữu học giảng pháp cú đâu. À, mà hữu học là bậc lựa chọn gom góp những cái pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng để làm cái vật trang trí cho cái tâm của mình. À, thành ra đó là chúng ta cũng phải học cái văn xuôi đó sư thưa quý vị, để chúng ta biết. Chứ nếu mà cứ văn kệ này không đó thì đôi khi cũng có cái chỗ chưa chính xác lắm. Đồng thời ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch: ai người chinh phục cái ta, chinh phục thiên giới dạ ma các hàng, bậc hữu học khéo con đàn, như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi. Dạ, rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. À, chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ này đó là qua văn qua việc dịch, có thể là văn kệ, có thể là văn xuôi, rồi nương theo duyên sự đó thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Khi chúng ta hiểu thì mới ứng dụng được, xin thưa quý vị. Rồi hiểu mà càng rõ ràng chừng nào nè, càng sâu sắc chừng nào nè, thì chúng ta mới ứng dụng được càng nhiều chừng đó. Ứng dụng được càng nhiều chừng nào lời Phật dạy giáo trong đời sống của mình, thì xin thưa quý vị, mình sẽ có nhiều phước chừng đó. Và chúng ta mà sống hoàn toàn dựa theo pháp đó, là ứng dụng trọn vẹn lời dạy của Đức Thế Tôn đó, thì khi đó mình sẽ thành thánh. Mình sẽ thành thánh. Vậy xin thưa quý vị, chúng ta học gì ở cái câu kệ này? Câu kệ này Đức Thế Tôn này dạy cái gì? Chúng ta nương theo duyên sự nè, rồi chú giải để tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ này. Câu kệ pháp cú số 45 này là phần trả lời cho câu kệ pháp cú số 44. Ở bên câu kệ pháp cú số 44 đó thì hỏi: cô ý măng bát tha quyên vị chết sạch tí giám mát lô canh cha ý măng sa điều quả căng. Ai là người hiểu rõ hay là thông suốt cái quả đất này, và cõi khổ cùng với cõi vui, thì cái câu này mới trả lời đó là Sikho Sikho Pathawin Vichesati Yamalo Kanchai Mang Sadiwakang, bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học ha, là người hiểu rõ cái quả đất này, cõi khổ và cõi vui. Cõi khổ và cõi vui. Vậy thì ở đây đó có bốn cái khái niệm hay là bốn cụm từ mà mình cần phải hiểu. Thứ nhất, Sikho, bậc thánh hữu học. Vậy thì bậc thánh hữu học là ai nè? Đó, rồi thứ hai là Pathawin. Pathawin quả đất. Vậy thì cái quả đất ở đây đó mình hiểu như thế nào? Thứ ba, Yamalo Kancha, cõi khổ. Thì cõi khổ đó đó là những cái chỗ nào? Thứ tư, Sade Wakang là cõi vui, luôn cả chư thiên. Cõi vui hay là nhàn cảnh. Vậy thì cõi vui đó, đó là những chỗ nào? Thì trước hết mình trước khi mà mình hiểu cái từ Sikho tức là bậc thánh hữu học ở đây đó, thì chúng tôi xin được hỏi toàn thể quý vị ha, thánh có hai là thánh hữu học và thánh vô học. Sikho, Asikho,
À, thì ở đây đó Đức Thế Tôn ngài chỉ nói đó là đó là bậc thánh hữu học đó thì hiểu được cái quả đất này. Vậy hỏi quý vị chứ bậc thánh vô học thì không thể sao. À, khi quý vị đọc vô quý vị có thắc mắc gì không? À, thì nếu mà có thắc mắc vậy bắt đầu đó, à, chúng ta mới suy nghĩ, mới tìm tòi. À, thì từ cái chỗ mà mình có suy nghĩ, có tìm tòi thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái chữ Pháp Thái Nguyên ở đây là gì. À, cõi khổ, cõi vui đó, đó ra làm sao? À, trở lại vấn đề thì xin thưa quý vị đó, chữ Seko ở đây đó là bậc thánh hữu học. À, thì trong Phật giáo Sāvaka, tức là bậc thánh thinh văn đó, chia ra làm hai là thánh thân hữu học và thánh thinh văn vô học. Thánh thinh văn vô học tức có nghĩa đó là người đã thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành, không còn tham lam sân hận si mê, thì thành thử ra đó là không có tu nữa đó, mình hiểu vậy. À, không có tích lũy thiện nghiệp nữa. À, vì rằng đó không có tích lũy thiện nghiệp nè, cũng không có tạo ác nghiệp nữa, thì xem như đó là phận sự đối với cái gì đó, đó là đã xong rồi. À, phận sự cần làm đã làm xong, gánh nặng đã được đặt xuống, sau đời này không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó, thì khi đó mới được gọi là vô học. Vô học là vậy đấy, xin thưa quý vị. À, vô học tức có nghĩa đó là gì? Không có tạo thêm thiện nghiệp nữa, đủ rồi. À, tạo tới nơi tới chốn rồi, đụng nóc rồi. À, thì đối lại với vô học đó là thánh hữu học. Khi trở thành bậc thánh rồi đó, xin thưa quý vị, nhưng mà cũng vẫn còn phải tiếp tục học. À, thì theo quý vị là tại làm sao ạ? À? À, thì lát nữa đó chúng ta sẽ nghiên cứu qua cái chữ Pathā Win là chúng ta sẽ biết. À, thì thành ra đó ha, bậc thánh ở đây đó sao quả cá đó là thánh thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đó, thì là có bốn đôi nè, tám vị. À, thì ở đây mình hiểu rộng ra tám vị đi, đó là Tu Đà Hoàn đạo nè, Tư Đà Hàm đạo nè, A Na Hàm đạo nè, A La Hán đạo. Đây là bốn bậc thánh đạo. Rồi Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả. Bốn bậc thánh quả nữa, cộng lại là thành ra tám bậc. À, thì trong tám bậc này nè, à, chỉ có bậc A La Hán quả đó thì mới là người dõng dạc tuyên bố, à, phận sự cần làm đã làm xong, gánh nặng đã được đặt xuống, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. À, thành thử ra đó chỉ có bậc A La Hán quả đó thì mới là vô học. Bảy bậc còn lại đó là hữu học. À, thì cái chữ Seko ở đây đó mình hiểu là như vậy, là chỉ cho bảy bậc thánh thập. Rồi bảy bậc thánh thập ở đây đó, Đức Thế Tôn người nói ra là bảy bậc thánh thập này nè, là người hay là những người thông hiểu cái quả đất này. Vậy thì cái quả đất ở đây đó là cái gì ạ? Ở trong chú giải, người ta giải thích là Imang Pathā Win, tức là cái quả đất này nè, à, có nghĩa là cái sắc thân tứ đại này đây, xin thú vị. À, cái sắc thân này đây, à, mình nói sắc thân tứ đại thôi đó thì đôi khi nó cũng thiếu, xin thú vị. À, bởi vì sao? Sắc thân ở đây, cái sắc thân ở đây đó mình hiểu là gì, là sanh y. À, sanh y là chúng sinh sống ở trong tam giới này đó, đó mình được gọi là sanh y. À, thì cái sanh y này đó mới chia ra làm ba, đó là sanh y nhất quẩn, sanh y tứ quẩn, à, và sanh y ngũ quẩn. À, thì trong trường hợp mình nói đó, cái thân tứ đại này đó thì là đối với
chúng sinh mà là tứ uẩn đó thì họ đâu có sắc đâu, họ chỉ có danh pháp thôi. Đó, do vậy đó ha, cái chữ Pathá Huynh ở đây đó mình hiểu là sanh y, là chúng sinh sống ở trong 31 cõi này. Đó, có chúng sinh nhất uẩn, có chúng sinh tứ uẩn, có chúng sinh ngũ uẩn. À, có chúng sinh ngũ uẩn. À, cái chữ Pathá Huynh đây mình hiểu là vậy ha, sư quý vị ha. Giờ theo quý vị nè ha. Ờ, tại làm sao đó mà mình vẫn còn sanh ý đó, tức là mình có thể trở thành chúng sinh ngũ uẩn nè, như mình đây nè, có thể trở thành chúng sinh nhất uẩn là ở cõi vô tướng đó, có thể trở thành chúng sinh tứ uẩn là ở cõi vô sắc đó. Xin thưa, ở trong kinh Tăng Chi đó, trong đó mới dạy đó là tham sân si ba pháp chúng gây hại cho tự thân, chúng tác thành tự ngã. Đó là khi mà tham lam sân hận si mê sanh khởi lên á, thì phá hoại cái thân này nè, xin thưa quý vị. Dạ, phá hoại thân này nè, làm cho thân này đó là bực bội, rây rứt, nóng nảy, dễ bệnh, dễ ốm đau. Đó, chúng gây hại cho tự thân là vậy đó. Rồi chúng tác thành tự ngã, có nghĩa là khi nào mà còn tham lam sân hận si mê này nè, thì xin thưa quý vị, chết rồi đó, chưa có hết. À, mà chết rồi đó, tiếp tục sanh trở lại. Chết đó, đó giống như là cái gì? Hết chuyến xe thôi. À, rồi bắt đầu là gì? Mình phải tiếp tục lên một cái chuyến xe khác, đi nữa. À, thì cái hành trình đi đó, đó là vô định, bất định. À, thì để thay đổi được cái chuyến xe đó tốt, xấu đó, là do cái gì xin thú gì? Do cái sở hành hành vi lối sống của mình. À, do sở hành hành vi lối sống của mình. Đó, cái thành ra cái chữ Pathá Huynh ở đây đó, mình còn hiểu đó là gì? Cái chữ Pathá Huynh ở đây đó ha, là chúng ta thấy chữ Pathá nó cộng với chữ Huynh. Đó, thành ra là quả đất. Bây giờ chúng ta bỏ cái chữ Huynh đó đi. À, còn lại cái chữ Pathá. Cái chữ Pathá có nghĩa là con đường. Đây là đường mòn, đường xưa lối cũ đó. À, thì lúc đó đó, ở trong kinh mới nói là có hai con đường. Chỉ có hai con đường thôi nha, xin thưa quý vị. Đó là Akusala Kamma Pathá. À, và Kusala Kamma Pathá. Đó là ác nghiệp đạo và thiện nghiệp đạo. Khi nào mà còn thiện đó, xin thưa quý vị, à, thì tất yếu đó còn dính giáp, còn liên hệ đến tham lam sân hận si mê, thì dĩ nhiên đó là ác thì khỏi nói rồi ha, ác thì là đầy dẫy những tham lam sân hận si mê rồi đó. Do đó đó, à, những ai mà còn bất thiện à, thiện, thì những người đó đó xin thưa quý vị cứ còn lăn trôi mãi ở trong ba cõi, hay là ở trong 31 cõi này. Đã lăn trôi mãi trong 31 cõi này. Đã, và cứ khi nào mà còn lăn trôi trong 31 cõi này đó, thì tất yếu là sao xin thú vị? À, có khi mình trở thành chúng sinh nhất quẩn nè. Có khi mình trở thành chúng sinh là tứ quẩn. Có khi mình trở thành chúng sinh ngũ quẩn. Đó, thì ngũ quẩn này đó, chia ra nhiều hạng nữa xin thú vị. À, có khi mình được trở thành làm người nè, à, có khi mình được trở thành là chư thiên dục giới hay là chư thiên sắc giới hữu tưởng. Khi đó là gì? Mình phải bị làm chó, heo, gà, vịt. À, có khi đó là mình phải bị đọa xuống làm quỷ khổ, chúng sinh địa ngục. À, chúng sinh địa ngục. Đó, cứ hễ khi nào ha mà mình còn tạo cái nghiệp bất thiện và nghiệp thiện, đó thì tất yếu dẫn đến cái chỗ đó. À, dẫn đến cái chỗ đó. Dẫn đến trở thành chúng sinh vậy đó. À, thì mình là chúng sinh loại nào thì sẽ có cái chỗ ở, cái cõi trú tương ứng. À, cõi trú tương ứng.
À, thì nếu ha, mình là người địa ngục thì phải ở cõi địa ngục. À, mình là quỷ khổ, quỷ khổ hay là có một số sách người ta dịch là ngạ quỷ á, à, thì phải ở cái cõi ngạ quỷ, à, cõi quỷ khổ. À, nếu là súc sinh thì là ở cõi súc sinh, nếu Atula thì ở cõi Atula. Và bốn cái chỗ đó được gọi là Yama Lokanya, Yama Lokan, đó là diêm phủ hay là cõi khổ. À, rồi mình được làm con người thì mình ở cõi người. À, được làm chư thiên dục giới thì là ở các cõi dục giới thiên. Được làm phạm thủ tướng thì mình ở các cõi, à, xin lỗi, được làm phạm thiên thì là mình ở các cõi phạm thiên. Các cõi phạm thiên đó gọi chung lại là 20 cõi thiền hay là 20 cõi phạm thiên. Đó thì từ cõi người đổ lên vậy đó, đó thì được gọi là sát đi quả căn, là cõi cõi vui, là cõi vui. À, thì cõi khổ cõi vui đó đó là do cái gì dẫn đi, xin thưa quý vị? Mình nói theo vị diệu pháp là do tâm quả tái tục dẫn đi tái sanh về cõi tương ứng. À, mà tâm quả tái tục đó là quả, à, thì quả là phải do nhân, nhân ở đây chính là akusala kamapatha và kusala kamapatha, đó là ác nghiệp đạo và thiện nghiệp đạo. Ác nghiệp đạo đó thì tất yếu dẫn về bốn cõi khổ, thiện nghiệp đạo dẫn về các cõi lành hay là các cõi vui. Đó thì dù cõi lành hay cõi khổ này, xin thưa quý vị, theo quý vị còn nằm trong tam giới không? Còn ha, chưa có ra khỏi tam giới thì lúc đó chưa có dõng dạc tuyên bố rằng phận sự đã xong. À, phận sự đã xong, gánh nặng đã được đặt xuống, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái gì nữa. Khi nào mà dõng dạc tuyên bố vậy thì lúc đó người đó mới ra khỏi tam giới này. Ra khỏi tam giới vậy đó thì mới không có học. Nhưng mà xin thưa quý vị, để đạt được đến cái trình độ đó, cái trạng thái đó đó, thì có phải đó là cũng học không? Giống như ha, mình muốn trở thành tiến sĩ thì trước khi trở thành tiến sĩ mình cũng phải leo từ từ chứ. Học tiểu học, qua trung học cơ sở, rồi qua trung học phổ thông, rồi lên đại học, rồi sau đại học bắt đầu mới lên tiến sĩ. Thì để trở thành vô học, trở thành thánh vô học đó, mình cũng phải là qua thành hữu học. Qua thành hữu học. À, vậy thì tại sao ở đây nói đó, muốn học đó thì mới hiểu được cái quả đất này. À, mới hiểu rõ ràng đó, quả đất này nè, bốn cảnh khổ và nhàn cảnh. À, thì thánh hữu học, khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó là bảy bậc thánh thấp đó. À, thì để trở thành bảy bậc thánh thấp đó đó, à, thì người đó phải sao, xin thưa quý vị? Từ bỏ thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. Là từ đó đi akusala kamapatha. À, akusala kamapatha đây đó là có 10. À, nói cho nó đủ luôn đó, gọi là thập ác nghiệp đạo. Thập ác nghiệp đạo là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam là không, à, là sát sanh trộm cắp tại giam nã. Đó. Thì ai mà từ bỏ được thân ác nghiệp này nè. Khẩu tứ đó là nói dối, nói độc ác nè, nói chia rẽ nè, nói nhảm nhí. Ai từ bỏ được cái khẩu ác nghiệp này đó, rồi ý ác nghiệp là gì? Tham ác, sân ác, tà kiến. Đó, tà kiến ác tức là đoạn kiến đó. Thì ai mà từ bỏ được thập ác nghiệp đạo này đó thì người đó mới được gọi là bậc thánh. Dạ, bậc thánh. À, thì tùy theo cái mức độ từ bỏ thập ác nghiệp đạo này xong, còn từ bỏ được bao nhiêu tham lam sân hận si mê, à, để bậc thánh đó đó cao hay là thấp. À, nhưng mà để đạt đến trở thành bậc thánh đó đó thì buộc lòng phải từ bỏ
là ban nghiệp đạo này cái đã. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, từ bỏ được thập ác nghiệp đạo này thì có phải đó, đó là mình phải nhận ra, mình phải ý thức, mình phải hiểu được rằng à, sát sanh là nhân bất thiện, tất yếu dẫn đến cái quả đó là yếu thọ. Đó, mình phải hiểu rõ nhân quả vậy đó xin thưa quý vị. À, thì từ cái chỗ đó, đó mình mới cam tâm tình nguyện từ bỏ đi thập ác nghiệp đạo đó. À, mình phải hiểu rõ à, cái nguy hại của nó và rồi mình mới từ bỏ. Đó, thì từ cái chỗ đó đó. À, rồi nữa đó, khi nãy chúng tôi dẫn cho quý vị nghe cái bài kinh ở trong Tứ Ứng Kinh đó là tham, tham sân si ba pháp chúng gây hại cho tự thân này, chúng tác thành tự ngã đó. Đó thì người hiểu ra. À, khi nào mà mình còn sinh y nè, à, còn tồn tại trong sinh thú này nè, là vì do còn tham lam sân hận si mê gì nè, thì sinh thú cũng phải là bậc thánh thì họ mới hiểu ra được điều này. À, thì ở đây đó nói là bậc thánh hữu học thôi ha. Đó thì bậc thánh hữu học phải hiểu ra vậy. Thì khi mà hiểu ra vậy thì có phải đó là họ hiểu được địa đại sinh thú bây giờ, họ hiểu được sinh y nè, họ hiểu được sinh thú không? Khi hiểu được sanh y sanh thú vậy đó thì họ cũng hiểu luôn nè, sát sanh, tà dâm, trộm cắp, thực hành theo thập ác nghiệp đạo đó đó thì gì, tất yếu sau khi nói tất yếu thì cũng hơi đúng, thành theo thập ác nghiệp đạo đó đó thì sau khi thân ngoại mạng chung bị đọa vào bốn cánh khổ. À, còn ngược lại nè, hành theo kusala kamma patha, à, hoặc là mình nói rộng ra nữa là gì, là tạo 10 nhân phước đó, thì sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên nhàn cảnh đó, bậc thánh là người hiểu cái này thì có phải đó là họ hiểu về diêm phủ nữa, tức là cõi khổ nữa, và họ hiểu về nhàn cảnh hay không? À, xin thưa quý vị, đúng là như vậy. À, thì từ cái chỗ mà họ hiểu vậy đó thì xin thưa quý vị đó là họ tiếp tục thực hành theo Sala Kamma Patha. À, bởi vì sao? Tham lam sân hận si mê đó xin thưa quý vị, không có dễ dàng gì mà từ bỏ đâu, có từ bỏ chậm chậm. À, theo quý vị đó, bà Visakha đó là bậc thánh chưa? À, bậc thánh tu đâu quên, thấy quý vị trả lời chậm quá thành ra chúng tôi trả lời giùm luôn. À, bà Visakha là bậc thánh tu đâu quên. À, thì bậc thánh tu đâu quên đó là người không còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói nhảm nhí. À, suy nghĩ đó thì là tham ác, sân ngang, tà kỳ ngang, không có. Đó, nhưng mà xin thưa quý vị đó, bà Visakha còn tham không? Còn với xin thưa quý vị, bà Visakha còn sân không? Còn. Tại sao à? Một lần nọ bà có một người cháu gái đó hỗ trợ bà trong cái việc đó là sắp xếp quán xuyến tất cả các cái công việc để mà hộ độ Phật, hộ độ tăng. Rồi cái cô cháu gái thì cô chết đi. À, thì khi mà cô chết đi đó là bà vô, bà gặp Đức Phật, bà khóc bù lú bù láo. À, thì người còn sân đó thì phải khóc chứ, tôi buồn. Đó, mà tại sao còn khóc? À, còn buồn vậy à? Là vì do còn ái luyến cháu, còn tham. Đó, do đó, đó trở thành bậc thánh. À, bậc thánh thấp đó, thì là vẫn phải tiếp tục. À, vẫn phải tiếp tục thực hành kusala kamma patha. À, là thập thiện nghiệp đạo. Hay là thiện nghiệp đạo. À, thì thiện nghiệp đạo ở đây nó có thể đó là gì? Tiến lên. Dạ, tiến lên tí nữa. À, tiến lên để càng ngày đó tham lam sân hận si mê đó giảm dần đi, giảm đến một lúc nào đó không còn nữa. À, thì khi mà không còn nữa đó
thì không có học nữa, tức là muốn tu nữa đó. À, còn khi nào mà còn thì vẫn phải tiếp tục tu vậy. À, cho nên ở đây Đức Thế Tôn Ngài mới nói đó là bậc thánh hữu học đó là người hiểu rõ về cái quả đất nè, cõi khổ và cõi vui. Rồi đến hai cái đoạn kế tiếp đó Ngài mới dạy. Seko ngài trả lời cho cái câu hỏi ở bên câu 44 đó. Seko tham ma đang su de si tăng của sa lô pop pham miwa pachisti là bậc thánh hữu học đó, là người lựa chọn hay là gom thâu pháp cú khéo được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, giống như một người thiện xảo hay là một người khéo léo đó, người ta khéo lựa chọn những cái bông hoa. Thì theo người khéo léo hay người thiện xảo đó, họ lựa chọn những bông hoa để làm gì? Họ lựa chọn những bông hoa đó để kết thành những cái tràng hoa nè, họ lựa chọn những cái bông hoa đó để trang trí, trang trí để làm cho cái chỗ trang trí đó đó nó đẹp, nó trang nghiêm ra. Vậy theo quý vị, cái tâm của mình đó, cái nội tâm của mình đó, có cần vật để trang trí làm cho cái nội tâm của mình đẹp không, trang nghiêm không? Xin thưa có. Tất cả các cái việc làm của Bậc Visakha đều hướng đến một việc thôi, đó là gì? Làm nó trang nghiêm cái tâm. Và làm cho trang nghiêm cái tâm, tức là làm cho cái tâm đẹp, sáng ra. Vậy thì cái gì đó làm cho tâm đẹp, làm cho tâm sáng ra? Cái gì đó là vật trang điểm cho cái tâm, mà khiến cho cái tâm đó đẹp, sáng ra. Xin thưa quý vị đây nè, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đó, thì pháp mà được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng này nè, bây giờ đó mình học cho nhiều vô rồi, cái qua đó đó ha, an trú cái tâm của mình vô ở trong những cái pháp đó, thì pháp mà được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng ở đây nè, mình hiểu là gì? Bát chánh đạo nè. Bát chánh đạo, tâm của mình an trú trong bát chánh đạo, thì khi đó bát chánh đạo là vật trang trí cho cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình đẹp. Rộng hơn tí là gì? 37 phẩm, 37 pháp giác ngộ đó, mình an trú cái tâm của mình ở trong đó. Ở một cái chỗ khác người nói là gì? Đi trong hành xứ của tổ phụ đó, đó là mình an trú cái tâm của mình trong 37 pháp trợ giác ngộ. 37 pháp trợ giác ngộ đó là vật trang điểm, tô điểm, làm cho cái tâm của mình đẹp, trong sáng, thanh tịnh. Hoặc nữa là gì? Thất thánh sản, xin thú gì? Tính niệm tàm quý nè. Tính niệm tàm quý. Đa văn tính niệm xả, tính niệm tàm quý, tính niệm tàm quý, xả thí tuệ, đây là thất thánh sản. Tính niệm tàm quý xả thí tuệ, xả tức là cha gá, chứ không phải là xả theo kiểu đó là upk, xả đây là cha gá, là xả bỏ đó, đang trú tâm của mình ở trong những cái pháp đó rồi. Thì được xem như những pháp đó, đó là những cái bông hoa trang điểm, trang trí, làm cho cái tâm của mình đẹp. Thì xin thưa quý vị đó, đâu có phải là tự dưng cái đó là mình có được những cái pháp tính đó để làm cho cái tâm của mình đẹp đâu, mà mình phải là huấn tập từ từ. Dạ, huấn tập từ từ. Bây giờ mình chưa có tính nè, hoặc là tính của mình chưa chắc mà. Thì mình phải huân tu từ từ để mình có tính. Niệm mình chưa có hoặc có ít, thì mình phải huân tu để niệm của mình nó vững. Tính niệm tạm quý là lòng hổ thẹn ghê sợ tội lỗi của mình đó, chưa có thì mình huân tu cho nó có. Có rồi mình huân tu cho nó vững lên. Xả tức là xả bỏ, xả bỏ của cải, xả bỏ vật chất nè, rồi xả bỏ luôn tinh thần. Tuệ là sự hiểu biết, hiểu biết về địa đại nè, hiểu biết về hiểu nó tóm gọn là hiểu biết về sinh y, hiểu biết về sinh thú,
theo cái câu kệ này đó là vậy. Chính là xả thí. Văn à, văn là học à, học hỏi. Mình học pháp cú đó thì là một tuần mình học được mấy câu nữa, rồi mình học à, rồi có mấy cái room giảng pháp khác mình học à, học khi học mình ứng dụng để à, mình phát hiện ra pháp môn nào tương ứng với căn cơ cá tính của mình, pháp môn nào khiến cho khi mình nghe mình ứng dụng mình thực hành theo để lại cho mình những ấn tượng mạnh à, khiến cho mình á, có nhiều cái hồi tưởng hồi ức về cái loại pháp đó, đó thì mình thực hành theo vậy đó chứ không chứ tập từ từ vậy đó, đó được gọi là tu huân tu đó. À, thì là thánh hữu học là vậy đó à, huân tu đến một lúc nào đó đó gì thành tựu hết rồi thì lúc đó đó là gì từ bỏ bất thiện ha, đã đành rồi ha, hiện cũng từ bỏ luôn trở thành vô học. Nhưng mà ở đây đó Đức Thế Tôn ngài chỉ nói đó là hữu học thôi à, hữu học thôi. Đó là gì? Hữu học đó là người còn phải tu tập tiếp vậy đó. Cái thành ra đó là gì? Buộc lòng là phải tìm hiểu, phải hiểu cho nó rạch ròi về cái thân này nè, sanh y nè, sanh thú à, hiểu rõ rạch ròi vậy đó. Khi nào mà còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, dù cho một chút ít đi nữa đó thì cũng vẫn cứ còn sanh y, còn sanh thú. Yeah, còn sanh y, còn sanh thú. Và vị hữu học đó là người phải có cái bổn phận phận sự thông suốt điều này à, thì khi mà thông suốt hết điều này đó thì mới trở thành được bậc vô học. Lúc đó mới dõng dạc tuyên bố là gì? Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được xuống, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái nữa. Quý vị có ước muốn, có mong muốn vậy không? Bản thân chúng tôi thì rất là ước muốn, rất mong muốn vậy. Nhưng ước muốn, mong muốn là một lẽ ha, thành tựu được hay không đó là tùy thuộc chúng ta có quân tu hay không. Rồi cái mức độ quân tu như thế nào? Quân tu theo kiểu sáng nắng chiều mưa, hay quân tu theo kiểu thời khóa biểu, hay là quân tu theo kiểu nghiêm mật à, tu chết bỏ à, thì tùy thuộc vào cái sự hiểu biết nè à, của mình về lời dạy của Đức Phật tới đâu, tùy thuộc vào cái sự tin tưởng của mình đối với lời dạy đó tới đâu, để từ chỗ đó, đó mà mình huân tu theo kiểu sáng nắng chiều mưa, thời khóa biểu, hoặc là huân tu chết bỏ à, chúng tôi xin được chia sẻ cái phần hiểu biết của mình về câu kệ pháp cú số 45 là như vậy. À, xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 45 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. À, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. À, phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thà Giác. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh thường tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Thưa Phật tử sắp bằng mang lăng rác khanh thư sắp bề đề của ta sắp bằng bụt đà nữ phá quê nà sá đà sá thị bằng quân tư tê. Và Phật tử sắp bằng mang lăng rác khanh thư sắp bề đề của ta sắp bằng hàm ma nữ phá quê nà sá đà sá thị bằng quân tư tê. Và Phật tử sắp bằng mang lăng rác khanh thư sắp bề đề của ta sắp bằng sáng khá nữ phá quê nà sá đà sá thị bằng quân tư tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng ca sự thành lợi thiền nguyện đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa Minh Hạnh
Đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara vasi ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vihara mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô Saramika dana pati upasaka gama cha desani gama cha isara sapana puta suki apawan tute chala bu cha ye pi cha anda tampawa samseda cha ta travo papatika niyani kang tamawa rang batit cha te Sappe pi dukkha sakarantu sankhayam thatu chi rang sa tang dhammo dhammatara cha buddhala sankho tu samaggo va